Wow, cảnh cảnh bà con ngư dân câu cá hố hố thu anh em. Quay tình hình ghe tàu và cảng cá ở địa phương mình cho quý anh em ở trên kênh xem. Có mấy ghe rút ngày vô ở trong khu vực cảng cá Phú Lạc, Phú Yên neo rất là nhiều. Thì hôm trước mình có giới thiệu thì năm nay mấy anh em rút ngày rất là được mùa cá thu ha, được mùa cá nổi. Thì trong cái bè neo này mình thấy có hai chiếc khá là đặc sắc, đó là chiếc 84 và chiếc 65 ha. Hai chiếc đóng theo hai cái phong cách khác nhau. Sâu lâm thì mở theo kiểu mặt xéo, chiếc 84 thì mở theo kiểu mặt căng. Ở đây có chiếc 02 cũng đẹp nè anh em. Anh em ở địa phương các nơi về cảng cá Phú Lạc nghỉ ngơi và đánh bắt rất là nhiều. Này phía bên ngoài thì một số anh em tàu cá của Bình Định tiếp tục lấy tổn. Mấy cây nước hôm trước mình có giới thiệu rất là tiện dụng cho anh em, khỏi vào cảng chen lắm. Đây quay cái động sợp của lưới quét, lưới quét Phú Yên lên cho anh em xem. Cái động sợp nha bà con ngư dân. Này vé mới con là mấy chục vậy chị hả? Chắc cũng tầm 7-80 ha. Đóng sợp mình quay cận cảnh đóng sợp cho anh em mình xem. Con tầm hơn nửa ký một ký, có con nửa ký, có con kẹt ký hơn ha. Đóng sợp hàng xịn sò. Bên này có mấy con từ rồi. Ủa bên này cá hồng. Này cá hồng mà 5 con, có con lớn con nhỏ 7 ký 6. Chị chủ tàu đó ghi số ký đó. Này là cá giũa, mấy cá giũa nhỏ nhỏ. Phèn à, phèn 107 à. Đưa bè nghe nữa không ạ? Lấy cái đưa bè nghe nữa không? Thằng tàu quá, thằng kia anh cầm đồng biết có mấy cái gì mà cho bán được không? Được. Ờ, 8 ký. Hổ thu 8 ký. 8 ký, 8 ký dư rồi, 8 ký 2 rồi. 8 ký rồi, cái trong đông, đông vô. Mày đi đi. Có thu 8 ký. Đây nè. Cá xuất khẩu nên chở bằng xe xuất khẩu luôn. Đây quay khay cá hô thu cho anh em xem. Hô thu này. Cái kiểu nó là cái kiểu cá hố nhưng mà nó cũng lai lai những cái nét giống cá thu nha anh em.
đấy. À, trong video anh em xem thấy gọn gọn, con này mới cân 8 kg nè. Hổ thu, hổ thu. Mình ra bên ngoài chiếc ghe lưới quét nhỏ nhỏ cho anh em mình xem. Hổ thu còn ở dưới ghe nhiều. Dưới ghe còn ké không? Hay đé không? Hết, hết ké. Đâu mua gì đâu. Này là ké thần dây nha anh em. Tên nghe lạ quá ha. Mấy ké lưới quét, ké nằm đất, nằm rạn anh em. Rồi mấy ké leo đỏ luôn cho anh em mình xem nha. Ké xuất khẩu không à. Tình hình ghe tàu ở phía bên ngoài cảng nha anh em mình xem. Bữa nay trời gió cho nên là mấy ghe rút ngày Bình Định vô neo rất là nhiều nè. Rất nhiều ghe rút ngày của anh em Bình Định vô neo. Hai ba bè. Phía bên này có tàu vỏ thép. Đây sáng nay là một số ghe rút ngày anh em mở biển đi biển hồi khuya, mấy anh đi một lúc sáng trời vừa hừng đông, bây giờ mấy anh vô neo bè lại, mấy anh vô neo bè lại, trời có gió mấy anh vô neo bè lại. Đây phía bên trong này là đội hình xe thồ ha. Rồi xe thò mua đi ké chợ nè, ké những cái dùng mà lên những cái phiên chợ mà khoảng tầm cách cảng ké khoảng tầm 5 đến 10 cây số mấy anh chị mình bán nhỏ lẻ lại. Xe thò hồi sáng tập trung rất là đông, khoảng tầm 5-60 chiếc vậy á. Bây giờ là cũng còn vài chục chiếc nè. Anh em lưới chuồng hôm qua tới giờ vô cũng khá là đông, neo dọc bãi ké dọc theo khu cảng, bãi ké rất là nhiều. Buổi sáng cảng ké nhộn nhịp ha.